thăm Việt Nam. Ông Brady đã cùng đoàn xuất phát từ Nam Ninh, Trung Quốc sang thăm Việt Nam bằng máy bay. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Văn Đồng đã mở tiệc chiêu đãi tại Phủ Chủ tịch. Sau khi giành thắng lợi ở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, ký Hiệp định Geneva kiến thiết đất nước và chờ đợi cuộc tổng tuyển cử vào năm 1956, Pháp được Mỹ hậu thuẫn đã vi phạm Hiệp định Geneva, dựng lên chế độ bù nhìn Ngô Đình Diệm làm tay sai cho Mỹ. Ngô Đình Diệm đã lật đổ Bảo Đại, chế độ phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, và lập nên chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định Mỹ sẽ thế chân Pháp nhảy vào Việt Nam nhằm ngăn chặn phong trào cộng sản có nguy cơ bành trướng theo hiệu ứng domino. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức đội quân chiến đấu gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, mà Mỹ gọi là Việt Cộng. Quân giải phóng có mặt ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có Việt Cộng, từ người nông dân đến kỹ sư bác sĩ. Cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng nửa xanh nửa đỏ, giữa có sao vàng. Mục tiêu của cuộc đấu tranh là nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mỹ dùng không quân tấn công miền Bắc Việt Nam, sử dụng máy bay B-52 và các loại máy bay siêu âm xuất phát từ các căn cứ quân sự ở Philippines và Thái Lan. Tuy nhiên, quân đội Việt Nam đã bắn rơi nhiều máy bay B-52 của Mỹ. Có nhiều hình ảnh đã ghi lại được những chiếc máy bay Mỹ bị bắn cháy. Hồ Chí Minh đã chỉ thị xây dựng tuyến đường 47 vào Nam, mở đường tiến về Sài Gòn, thủ phủ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Con đường này sau đó trở thành huyền thoại, được mang tên con đường Hồ Chí Minh. Mỹ đã dùng nhiều vũ khí, phương tiện hiện đại để phá hoại con đường, trong đó có chất độc da cam đã hủy hoại thiên nhiên và cuộc sống con người, mà giờ đây đã trở thành vết thương chiến tranh. Hồ Chí Minh cũng nhận thức được rằng cuộc chiến đấu với kẻ thù ngày càng gay go và có thể mất nhiều thời gian hơn. Người cũng có ước mơ sẽ vào thăm đồng bào miền Nam sau khi giải phóng đất nước. Ngay tại Hà Nội, người và bộ tham mưu của quân đội nhân dân Việt Nam đề ra các chiến lược sách lược cho cuộc chiến tranh. Những năm 1964-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thấy rằng người chưa thực hiện được ước muốn giải phóng miền Nam. Vì vậy, vào năm 1969, người đã viết vào di chúc nói lên ước mơ độc lập tự do và thống nhất đất nước.
ขึ้นในวันที่10พฤษภาคมคริสตศักราช1969หรือตรงกับพุทธศักราช2512มีใจความบางตอนว่าในปีนี้ข้าพเจ้าจงชื่อของ người có đoạn ถือว่าตัวอยู่ในพวกคน chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Năm nay tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người xưa nay hiếm, nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt. Tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây, khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ. Những ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa? Vì vậy, tôi đã để sẵn mấy lời này phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ở tuổi 79 tại Hà Nội. Đó cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, bắt tay vào sự nghiệp kiến thiết đất nước cách đó 24 năm trước. Không chỉ có nhân dân Việt Nam, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã tham dự lễ tang của người, trong đó có cựu Thủ tướng Thái Lan Pridi Panomyong. ทั้งคณะท่านปรีดีพนมยงค์ก็มาร่วมอยู่ในพิธีกับเขาด้วยครับ